Đầu tháng 4 năm 2022, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một nữ bệnh nhân có tiền căn ho ra máu dai dẳng gần 2 năm dù không có bệnh nền. Bệnh nhân là một nữ công nhân đang làm việc tại tỉnh Bình Dương. Chị cho biết thời gian gần đây, tình trạng ho ra máu của chị ngày càng tăng lên. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi được CT scan ngực chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân này có tình trạng giãn phế quản ở thùy dưới của phổi trái. Bệnh nhân sau đó được chỉ định nội soi phế quản. Tình cờ vô soi là mình mới thấy là có một cái dị vật mà xếp thành nhiều lớp nằm ở cái phế quản thì dưới bên trái, và mình tiến hành gấp dị vật cũng tương đối là khó khăn vì lý do là cái dụng cụ gấp nó trơn trượt. Sau hai lần thì mình đã kéo được cái dị vật ra, và khi mình kéo dị vật ra mình mới kiểm tra đó là cái gì thì mình mới biết cái đó là một cái vỏ kẹo gây tắc một cái nhánh của thùy dưới phổi trái và gây tình trạng viêm nhiễm kéo dài nên dẫn tới giãn phế quản và ho ra máu. Sau khi dị vật được gấp ra, nữ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện trong vài ngày. Cái vỏ kẹo nó nằm trong cái nhánh phế quản như vậy á, thì nó sẽ gây một cái viêm phổi hậu tắc nghẽn. Tình trạng mà viêm phổi tái đi tái lại á, thì bệnh nhân có giãn phế quản. Và nếu nó bít tắc lâu ngày, á, viêm nhiễm lâu ngày, nó có thể nó dẫn tới áp xe phổi. Có thể là ọc mủ và hoại tử luôn cái phần phổi đó. Vẫn có nguy cơ tử vong nếu mà có ho ra máu hoặc là có cái nhiễm trùng phổi nặng. Trước đó, phòng nội soi phế quản Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã tiếp nhận một trường hợp tương tự như bệnh nhân tới khám với triệu chứng ho dai dẳng trong một năm. Trong suốt thời gian đó, người này đã làm xét nghiệm COVID-19 rất nhiều lần vì nghi ngờ ho là do nhiễm SARS-CoV-2. Sau khi dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tạm lắng, bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám và được chỉ định nội soi phế quản. Khi được soi thì tình cờ mình phát hiện được là trong phổi bệnh nhân có một cái dị vật. Và kéo cái dị vật đó ra thì nhìn cái dị vật xong thì bệnh nhân mới nói là cái này là cái xương cổ vịt bệnh nhân đã sặc cách nay một năm. Sau khi sặc thì cũng có hội chứng xâm nhập nhưng mà bệnh nhân không biết cái đó là nó rớt vào phổi. Bệnh nhân lại được chẩn đoán là nghi ngờ là nhiễm COVID do ho kéo dài cho nên là được test COVID rất là nhiều lần. Theo thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, Bệnh viện Chợ Rẫy thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân bị dị vật trong phổi. Thường gặp nhất là bị dị vật là hạt saboche, còn gọi là hồng sim. Thậm chí có trường hợp tử vong do mắc dị vật vào phế quản. Bệnh viện Chợ Rẫy từng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân cắn bịch dầu gội đầu và bị mảnh bịch dầu gội này lọt vào phế quản. Với mảnh dị vật lâu ngày nằm trong phổi, bệnh nhân bị hội chứng đại thực bào, sau đó tử vong vì hội chứng này. Khi mà ăn uống thì mình tránh nói chuyện và cười đùa. Và những ăn và những loại trái cây mà có những cái hạt nó nguy hiểm giống như là hạt saboche, thì mình phải có rất là cẩn thận khi mà mình cắt và mình phải lấy hạt ra cho nó cẩn thận rồi mình hãy ăn. Chứ hạt saboche là khi rất là dễ trơn trượt rơi vào phổi và cũng lại rất là khó gấp ra. Trong trường hợp bị sặc thức ăn và có hội chứng xâm nhập, mọi người cần lập tức đến các cơ sở y tế. Bởi nếu để lâu ngày, dị vật sẽ gây tắc nghẽn đường thở, gây viêm nhiễm, áp xe hoặc ho ra máu, nguy hiểm đến tính mạng.